Anh La, anh có xem video này á thì anh cầm comment bên dưới cho em biết cái nha. Rồi ok anh. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhấn like và để bình luận bên dưới phần video và hãy nhấn chữ đăng ký màu đỏ để ủng hộ mình nhé. And don't forget to subscribe các Nguyễn Channel. Chào các bạn quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm chiếc xe này. Thì xe này là một chiếc City. Một chiếc City mà đã lên đuôi ghim rồi nha các bạn. Lên đầu ghim. Với cục máy này đã lên cây dên 110 nè. Lên cây dên 110. Đi dên 110 này nhưng cái nòng còn cái nòng ghim nha các bạn. Thì dên này rút tay xuống rồi vớt đầu cái tông xuống như ba bạc lỡ vậy đó. Giờ đỡ trước đã móc mắt rồi. Móc mắt. Đó, thì cây cam của nó là cam zin luôn. Cam zin 5 ly mấy nè. Đó. Nhưng mà lên cái dên đó rồi thì thợ trước có phá chảo. Phá chảo cái chảo các bạn thấy cái chảo đầu bò không? Chảo đầu bò sâu lắm nha. Có phá chảo ra. Đó. Thì hôm nay chiếc ghim này mà ủa chiếc City này mình sẽ làm lại. Thì hiện tại cái máy này làm mới 3 tháng mấy thôi, nhưng mà nó yếu dữ lắm. Nó yếu. Giờ cái anh chủ xe lên đây á là mình sẽ lên cái cam 6 ly cho ảnh. Lên cái cam 6 ly. À, dưới mình canh cái nồi lại cho ảnh. Canh nồi lại. Dưới canh nồi lại cho ảnh. Thì cái nồi mình canh cũng như là những lần trước thôi. Canh cái nồi cũng như những lần trước thôi, quay cho các bạn xem chơi. Ở City lên. Xe này mà canh xong là đi ngon lắm nha các bạn. Thì xe này hiện tại thợ trước có canh rồi, nhưng mà chạy yếu. Chạy nó bị bựa, chạy số 2 như là số 4 vậy các bạn. Khi mình muốn vượt xe này kia, xe tải này kia thì vượt không có nổi. Đó. Thì xe này ảnh từ Sóc Trăng lên đây. Sóc Trăng lên đây để cho mình làm. Đâu mất tiêu rồi không biết. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm đồ các bạn. Đồ mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Đi làm đồ. Thì xe này là của anh này. Từ Sóc Trăng lên. Anh tên gì? Rồi. Ừ, anh Lai từ Sóc Trăng. Chỗ nào Sóc Trăng anh? Đại Ngãi. Anh Lai đến từ Đại Ngãi các bạn. Đó thì cũng tìm kiếm lặn lội. hỏi đường lên đây. Rồi giờ mình sẽ đi làm đồ. Rồi mình đã làm đồ về nè các bạn ơi. Thì mình nâng cấp xe ảnh lên chút xíu. Xe ảnh không có chở, không có đua bơ gì. Chỉ chạy chở đồ nhẹ. Với đi đường xa nhiều nên mình nâng cấp lên chút xíu cho lúc mà đi á cho ảnh có vượt xe tải này kia cho nó nhẹ chút xíu, nó không có bựa như cái đầu cũ ha. Như xe cũ của ảnh thì lúc trước á thì chạy số 2 như chạy số 4 vậy đó, nó lì máy, nó không thể nào mà vượt xe nổi. Bây giờ mình nâng cấp lên chút xíu thì có nâng cấp cây cam lên, cây cúc cam, nó nâng cấp cấp cam lên chút xíu ha. Với sấy sức bắp lại. Với mình canh cái nồi. Cái nồi thì nồi lá thì mình cũng đi cái bố ếch của em cho nó bền. Đây bố ếch của em nha. Bố ếch của em nha. Rồi. Bên đây cũng nâng cấp cái bố ba càng lên. Bố cước ha. Bố cước thì lúc mình lên ga mình nhóng nhẹ ga là nó bắt nó đi dữ lắm nha các bạn. Sử dụng cái này là bốn tép. Bốn tép. Bố cước. Đó, nâng cấp nhẹ cho ảnh thôi. Cho ảnh chạy cho nó nhẹ máy chút xíu. Rồi giờ gáp lại chỉnh sửa đồ cho ảnh về quê kịp. Tại giờ này cũng hơi chiều thôi các bạn. Giờ mình đi rửa sạch sẽ mình gáp vô đây. Xe dên 110. Dên 110 rồi mới lên luôn nha các bạn. Ảnh lên khoảng 3 tháng mấy, 4 tháng thôi. Nhưng mà xe chạy không có vô. Chạy yếu. Rồi giờ đi rửa đồ gáp vô thôi. Còn bình xăng này á, là cái bình xăng con của chiếc EGS nha các bạn. Xe EGS. Xe EGS. Ảnh mua hàng gã anh gắn vô. Giờ mình đã gáp vô xong các bạn ơi. Mình chưa có chỉnh cò gì hết. Nhờ máy nổ máy nghe cũng được. Dàn hơi cũng hơi căng.
chưa chỉnh còn nha. Bây giờ chỉnh cò rồi, rồi chạy thử xe gáp vô hết cho anh về quê các bạn ơi. Thấy cũng cũng đỡ hơn cũ, đỡ hơn lúc anh mới đem lên. Cũng im. Ừ. Rồi bây giờ xe xong rồi các bạn ơi, thì chỉnh thử nãy giờ cũng mấy vòng ok rồi. Bây giờ anh Lai về Sóc Trăng rồi, tạm biệt anh ha. Nhớ chỉnh, rồi nhớ chỉnh cò nha anh. Rồi rồi. Rồi tạm biệt các bạn nha.